chào mọi người, hôm nay cho bọn nhóc con lên trại. Ây, mồ nghịch như là giặc. Ba đứa nữa. Đây. Chào Nano. Hai đứa nữa đâu rồi, cái mặt đâu rồi? Nano có ngồi để như thế đến lúc sang cái nơi không? Nemo Sumo đòi lên ngồi ở ghế trước. Đằng sau là Nemo. Nina chui dưới gầm. À, có ngồi được như này sang nơi không? Sau một lúc Sumo chui xuống dưới thì hai đứa còn lại đã ngoi lên. Nano và Nemo. Chỉ có mỗi Nina là ngoan thôi. Nina nằm nguyên ở bên dưới. Không có đòi lên. Nào. Xe rất là rộng. Đừng có vì cái chỗ ngồi mà lại cấu trí nhau là ăn bụp đấy. Nano có muốn xuống không? Hay là ngồi đấy? Xuống hay ngồi đấy? Thôi ngồi đấy đi. Đây, Nina cũng hóng lên rồi đây. Nè. Thôi Nina ở dưới thì lên làm gì? Mệt nhắm. Ở dưới thôi. Đang dừng đèn đỏ. À, đèn xanh rồi, tắt đi tiếp. Lần đầu em đi xe nhưng mà em ngồi rất sành điệu. Nina, Nina ngồi đấy, Nina hóng rồi. Chả lên trên làm gì. Nemo rất là tình cảm. Vâng, vậy là anh em chúng tôi đã tới nơi. Thở. Chúng nó tự sắp xếp chỗ ngồi. Nano và Nemo lên ghế trên ngồi. Nina chui vào đây. Còn con Sumo ngồi chán ở bên trên thì lại bò xuống dưới. Ok. Nhắc đến tên nó là nó chui ra. Chờ một tí rồi chúng ta vào trong chúng ta chơi với bố No nhá. Ok. Nhìn vào đây nào. Ok. No. Ha. Nemo. Nemo đâu? Con Nemo đâu rồi? Gọi không thèm bảo sao. Thế mới sợ. Ba đứa. Ok, thôi vào trại nhá. Con người ra đón đây rồi. Cái rồi con cái ra chơi.
sao? Trời. Có dọa cả bố ấy hả? Nghỉ nhở? Nghỉ gấp quá. Còn Nô đấy nhá. Nô ra đây ngồi. Nô ơi. Sumo dọa cả bố cơ. Bạn cà quá đấy nhỉ. Chiều con tí đi, cho con nó chơi. Nano ra đây. Nano ra đây chơi với bố nào. Rồi, nó ngồi đấy. Ngồi xuống. Cho con nó chơi cùng. Hai bố con chơi với nhau đây. Nano quay mọi người đây. Nano nằm yên, nằm xuống. Nô nằm yên đấy. Nô. Nô ơi. Nô. Nô ơi. Ra đây. Nằm đây. Nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống. Đúng rồi. Nằm ra đây. Nghiêng ra. Cho con nó nằm đè lên. Nano nằm xích tay lên trên ôm bố này. Không, Nô nằm yên. Nằm yên. Nằm yên. Nô này. Nằm xuống cho con nó nằm yên. Nô tí. Cho con nó cưỡi. Nào. Kệ cho các con nó chơi tí tí. Tại bắt này. Con nó chán lắm. Ra cái kia nó chơi tí. Bố nó. Thế bố con phải chơi với nhau đi. Ừ. Ra chơi với bố Nô đi. Gọi Nô này, Nano tưởng gọi Nam Nano. Nemo ra chơi với bố đi. Bố Nô đâu rồi? Bố Nô kệ, đứa nào ra chơi thì ra. Đứa nào mà không ra thì thôi. Mấy đứa chúng nó mấy hôm để nền nhà ướt là chân đi liêu siêu rồi. Một tuần nữa nhá. Hẹn mọi người một tuần nữa quay lại video mấy bố con đó. Để nhìn xem chân bọn cho con. Ra đây chơi, tại sao lại cứ núp cái máy quay vậy? Video Rockweiler. Mấy bố con chơi với nhau đi. Nô lại định chuồn rồi. Nô ơi. Mấy bố con ra đằng này. Nano ra đây. Ngoan lắm. Có bài gì dạy con thì dạy đi. Hả? Có bài gì dạy con không? Úi giời, bảo có bài gì dạy con không, nó chui vào trong chuồng luôn. Chuồn trốn con luôn. Úi giời, thanh niên. Chán thanh niên không? Có bài nào dạy con là chui vào trong chuồng nằm luôn kìa. Thôi được rồi, thế cho bố Nô vào trong đi. Cho mấy đứa vào trong luôn. Không tối rồi.